Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đóng mail cho khách. Đấy, này đóng là 5 thùng, tương ứng với là mỗi thùng 25 kg, sẽ là 125 kg cho khách. Rồi tiền nha em. Đây có quan phủ đóng, đây quan ở nhà. Mail đây là mail bà Nguyên Sám nha mọi người. Rồi, sạch sẽ. Đây, mail đây. Mail đây là khách đem về cấy liền. Đấy, có ghi ngày cấy đây. Ngày 28 tháng 11. Hôm nay là ngày 23, 24. Nay ngày 24 không? Ngày 24 tức là được 26 ngày rồi. Khách cứ đem về đó là để mấy ngày nữa là cấy được 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Tôi đóng là đây này, một lần đóng em cũng sạch khô luôn. Đấy là lần này là nó sắp sạch rồi, chứ một lần đóng là có mấy chục ký, 100 kg rồi, bữa giờ đó li li lại. Giờ cái kho giống của nấm là trống rồi, kho giống của nấm sẽ chứa là hình như là tới 3 tấn mấy, 3 tấn mấy tức là phải 6.000 mạch như thế này. Quên tay cần gì đếm, cái thùng nó có kích cỡ rồi này, thùng cứ đếm, cái lốt là 5 kg, đó là đóng 5 lốt, cần gì đó 2 lốt rồi. Lớp thứ 3 tháng giờ trụ lũ như thế này rồi, ở dưới cũng trong lạnh rồi. Có bạch bị hư, ủa nãy giờ nói quên rồi, mấy lớp là một hết, nói 2, 4 kg nhỉ? 3 lớp, 3 lớp hả? 4 rồi. Sao lại 24 không? Thì giờ cái 25 mà sao tới dương này? Làm gì có 1 năm lớp mà, một lớp 5 hết mà. Lộn, đấy mấy chuyện lộn rồi. Không có, giờ đúng nè. Đó, 5 lớp chảy mà, 1 lớp 5 kg 10 bịch nè. Tính chục bịch, hồi đấy không có nói chuyện mà. Đồ thầy phải đóng nha, kỳ ta, cái thùng nó vừa sức mà. Hai bịch đây à? Ủa sao lại còn 2 bịch? Có chuyện nói luôn. Đó là công nghệ đóng giống chưa chuẩn à. Ô, đủ lưỡi đi kho rồi. Đó. Chạy đua với thời gian. À, dù xích mà, sao còn đóng gì xích mà con đóng hay hay á. Đấy, một lớp 5 lớp là đủ 5 kg. 5 kg tí có cái sẽ có một thùng là đóng hơi nhiều hơn tí. Ủa cũng kêu là mất rồi. Cái gieo nè. Trong là mail bà Nguyễn Sám thì này cái là cho Tết. Còn đó dáng kêu kìa. Đây luôn á. Cứ đủ 5 thùng này nữa. Hết học. Bên này hình như chắc đóng được 3 thùng thôi, còn cái phòng bên kia đóng 2 thùng nữa. À, để lấy quay cho mọi người xem này. Đây, đây. Bây giờ cái lốp này trụ lũi rồi nè. Thấy chưa? Thấy trống. Rồi đó. Ở đây thì mới vừa cấy. Mới cấy cách đây được 1 tiếng 2 tiếng vậy. Đấy, bên đây thì còn non quá. Nè. Bên này cấy ngày 8 tháng 12. Thì bữa nay mới có 24 à. Chưa. Rồi còn bên đây thì cũng mới cấy ngày 19 tháng 12. Nay cũng 5 6 ngày. Đấy, còn cái lô này thì nấm đang để nấm cái. Ấy trời, đã. Đây.
này thì để đang cấy ra phôi ở ngoài xưởng ngoài kia. Ở trên đây thì non, còn phòng bên kia thì có cùng lô. Đây, mọi người nhìn thấy trong lỏng á. Rồi để cái lô già đây thì để nấm sẽ cấy ở ngoài kho ngoài xưởng đây. Đây hôm nay nhà nấm có chụp mã đấy, mọi người đang tập trung, anh em công nhân nghỉ ngơi lo dọn ăn uống. Kho phôi như thế này đó, mọi người thấy không? Làm phôi thì nó ra giải đất. Ở bên đây nấm có làm mấy cái bịch rôm này đang quay cho mọi người xem, nên mọi người hãy đợi ráng khoảng vài hôm nữa nha. Đây vô anh, còn mấy bịch đây, đẩy qua luôn. Trong lỏng nó nhìn thấy. Tới không? Tay ngắn nhở? Đây. Tay cộng mấy cái chân cũng chưa tới rồi. Giờ tay ngắn nha. Đây mới cái, 24, đúng rồi, này mới cái này. Đây linh chi, quên, đây linh chi. 24. Rồi, thôi, thôi nắm lo đóng hàng đã. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.